Xin chào tất cả các bạn, mình Bơ đây. Và chào mừng mọi người đã trở lại kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi game liên quan tới Huggy Wuggy. Nhưng đây là Huggy Wuggy khi còn bé. Thì trước khi bắt đầu vào video, mọi người đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký cũng nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì nó đúng là đây, cái game Huggy Wuggy nhìn giống mấy nít nó chuẩn bị đi đánh nhau này. Huggy Wuggy bẩn tả này. Còn này là trong Final Fantasy đúng không? Vô để coi ai thắng đây. Mình nghĩ là mình sẽ chiến thắng. Huggy Wuggy, tao sẽ đặt tên cho mày là Hug. Xin lỗi mọi người, cái tay của tôi vẫn chưa lành. Tao sẽ đặt tên cho mày là cái tay Huggy Wuggy bí tí nỉ. Ê mày con bé. Ok chưa? Chưa. Và bây giờ game này sẽ như thế nào cũng như bao game khác, chúng ta sẽ gọi là merge nó lại. Có nghĩa là chúng ta sẽ kết hợp nó lại. Hai thằng Huggy bận quần xì, khi mà kết hợp lên sẽ ra là một thằng Huggy lớn. Hai thằng Huggy bận quần xì nâng cấp lên sẽ được Huggy. Bây giờ nó hết là Huggy nữa rồi. Nó là Huggy và Huggy sẽ đứng ở trên bảo vệ thằng em trai bé bỏng đang cầm con gấu bông này. Đập nó đi. Trời ơi, mày dám đánh anh em tao đúng không? Mày dám đánh em tao đúng không? Đấy, lớp 1 tới lớp 5, lớp 3 tới lớp 5 tao còn chưa sợ nói gì lớp thằng lớp 7 nha mày. Nói kiểu vậy, nói chứ tôi không cổ suý đánh nhau, nhưng mà các bạn còn nhỏ nên hạn chế được thì cứ hạn chế đánh nhau. Ta có hai loại nha. Thằng Huggy cầm gấu bông này nó sẽ cầm gấu bông trội, nhưng thằng Huggy này sẽ sử dụng móng vuốt. Trời ơi, còn nhỏ mà chơi móng vuốt kỳ cục quá. Mày bấu con nhà ta mét 3 mét má lên tán đít mày giờ. Đập nó. Bùm bùm bùm. Ôi nó trâu quá. Oh no. Được. Tụi tôi lấy số lượng chiến thắng chất lượng quý vị ạ. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là cho hai thằng em của nó nâng cấp lên. Trời ơi, thằng em nó nâng cấp nó bự dữ vậy. Glam gốc. Ok, thằng này nó cầm cây súng nước rồi. Bây giờ thằng này cầm súng nước rồi, tôi ghép hai thằng lại ghép lên. Sau khi cầm cái súng nước lên thành cướp biển Glam gốc. Ok, tôi biết là thằng Huggy bận xịp em bé này, bận tả em bé này. Cố gắng lên nha, tụi nó mạnh lắm ấy. Boom. Trời ơi, thằng anh bảo kê thằng em. Sau này thằng em nó to cao hơn thằng anh. Thằng em nó bảo vệ thằng anh. Mang chiến thắng về cho gia đình. Gia tộc Huggy này nó mất cười quá mấy má. Game này nó không có bực quảng cáo nên chúng ta có thể cho nó 5 sao nha. Cho bằng niềm tin. Let's go. Để tôi tiến hóa thằng anh lên coi. Gangster. Trời ơi, thằng anh sau này thằng anh lớn lên, thằng anh không chịu học hành đàng hoàng, đi làm gọi là đầu gấu không? Đi làm đầu gấu vậy là không được rồi. Không được, không nên làm đầu gấu. Để coi đầu gấu có sức mạnh cỡ nào. Bon. Ôi chết rồi. Một mình nó chiếm được hai thằng không ta. Ok. Mấy thằng cái ôi xém chết luôn mọi người. Thằng bên kia nó bắn thêm một viên nữa là tôi đi rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kéo cái này qua gộp lại được 4 này. Bon. U. Thằng này bự dữ vậy. Ủa đáng lẽ là nãy là tôi ghép lên được 5 luôn á, tại tôi không chịu ghép á. Ok. Rút kinh nghiệm trận khác nha mọi người. Rút kinh nghiệm. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ mua một thằng này. Ồ, hang này hơi bự nha. Chắc là tôi phải mua thêm một thằng. Rồi. Mày ăn hiếp anh em nhà Huggy Wuggy của tao đúng không? Bon vô đầu mày nè. Bon. Thằng em ở dưới bắn rất là đã luôn. Vẫn thắng nha. Đường này bên nó có hai thằng Huggy đầu gấu luôn. Không sao. Tôi có thằng em, có thằng để dưới nó bắn tốt lắm. Trời ơi, mày cầm gấu bông mà mày đợi chọi tụi tao cầm súng rồi đó thằng quỷ. Huggy đầu gấu sẽ lên Viking Huggy. Rồi ok, trời ơi, một lát nó ra gọi là tùm lum Huggy luôn. Ồ, nó tán thằng Viking kìa. Đừng có cho nó tiếp cận. No. Ồ, hên. Xém tí nữa thôi là hả? Thằng bé cầm súng nước chết rồi. Thằng anh này không được rồi. Thằng anh lấy 5 thằng em ra đỡ là không được rồi. Thấy sao không? Là anh phải biết nhường nhịn em, phải biết thương em, nên là anh sẽ ra bảo vệ em. Chứ ai như mày đưa 5 thằng em đang bận quần xì bận tả ra đánh nhau kỳ cục. Ok chưa? Hai anh em tụi tao chấp hết. Hunter luôn, thợ săn luôn, glam gốc. Hình như là đám ở dưới là Final FSD. Final FSD là cái tụi mà nó sẽ bắn xa. Cái game đó, cái game Final FSD á, còn tụi Huggy Wuggy á là tụi nó sẽ đứng ở trên. Ủa, đúng không ta? Muốn chơi chúng ta phải coi quảng cáo. Thôi, ai thèm. The Abyss. Bắn nó. Mày biết gì không? Anh em tao gấu bông bên trong tụi tao có trội, có nhét thuốc mê vô đó. Đánh hồi mày mê luôn nè. Mà nói gì chứ, mình chuốt thuốc mê đó mà nó đánh anh em tôi banh chành bầm dập hết rồi. Ui, thắng này bà con. Xong mày rồi. Đù. Ôi, thêm mình hên là mình hơn nó một nhịp á, không là mình đi rồi. Mình đi đâu thì mày không biết. Mày bự đúng không? Nhưng mà anh em tao đông. Mày đánh thằng anh tao đi. Mày đánh thằng anh tao đi. Em xin lỗi, em có lỡ lời với anh trai. Ui, thắng kia. Mày hả mày? Anh hiếp anh em tụi tao mày. Ok. Gặp lại. Đánh anh em tao mày. Bon vô đầu mày này. Thấy hàng nhóc kia không? Ui, mình nhận được 2 triệu 6 luôn nè. Đấy. Được chưa? Let's go. Đùa với anh em tao. Anh em, tuy anh em tao yếu nhưng anh em tao đông. Ok chưa? Let's go. Tính ra là đội hình mình vẫn dễ nhai hơn á, nhưng mà tôi sẽ gọi là gì ta? Nâng cấp thêm hai thằng em này lên. Nâng cấp thêm hai thằng này lên cho nó bắn cho mày gụng nụ luôn. Không. Lên luôn. Ủa chưa hả? Chết rồi. Tôi cần phải mua nhiều hơn. Oh no. Oh my god, chết rồi, bậy rồi. Nhưng mà không sao. Đùng. Ôi,
Tự nhiên quân đoàn của tôi nó mạnh hơn đấy nhờ. Tại sao nhờ? Editor im lặng nha. Editor đừng nói ai nha. Tôi còn quảng cáo đó. Trời đất ơi. Đùa. Anh em tao bắn mấy gụng nụ. Let's go. Ôi, vẫn rất là mạnh anh em ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ mua thêm một thằng này. Tôi đổi chỗ cho nó và tôi mua rất là nhiều thằng này luôn. Lại là cái thằng nắm đấm à. Mày được lắm, mày được lắm. Anh em tao chơi khô máu với mày luôn. Anh em tao khô máu với mày luôn. Đấy, mày nắm đấm á mày. Mày nắm đấm á mày. Tao có hai thằng bựng bựng mà bị em bé này. Vô. Đùng. Thôi. U, thằng kia đỡ được ba nhịp. Mày đỡ nó đi. Mày đỡ nó đi. Mày người khổng lồ xanh hút ghi gì gượt dữ vậy? Lần này tụi nó nhìn tụi nó lực lưỡng đó nha. Không được rồi, không được rồi, không được rồi ông giáo ơi. Không được rồi ông giáo ơi. Tôi có hút ghi người sói. Wow, nhưng mà nó có cái thằng gì nhìn nó kiểu nó be quá vậy, nhìn nó vạm vỡ vậy, sao tôi đánh lại? Ok, nhưng mà lỡ rồi chơi luôn chứ sao vậy? Ok. Vô, không biết có đánh lại không? Trời ơi, nó bắn là thấy mù nồi. À, anh em tao yếu, nhưng anh em tao đông. Thì ra mà nâng cấp lên là cái con Freddy kiểu chiến binh cầm súng cái kiểu gì, nhìn nó ngầu dữ vậy. Ok, trận tiếp theo nào. Bây giờ tôi sẽ nâng cấp thử cái con này nha. Lên thử coi nó như thế nào. Ui trời ơi, ui trời ơi. Ui trời ơi. Soldier Ram Gok. À, thì là soldier là chiến binh đúng không? Không bé ơi. Cũng ra gì phết đấy, cũng ra gì phết đấy. Ok, để coi đánh lại không nha. Hình như là cái thằng gọi là gì ta, võ sĩ quốc ghi của mình nó sao mà nằm sớm vậy, nhưng mà không sao, bên tôi vẫn còn đông hơn. Tôi mới ghép được hai cái con nắm đấm nó lên Siren quốc ghi này. Hai con này Siren hit đúng không? Bây giờ ngang kèo chưa? Hình như là mình hơn nó một bậc. Ha ha ha, không sao không sao. Ui tụi nó mạnh thế. Tôi còn hai thằng lính còn sống. Bởi vậy đừng có quảng cáo. Nó như vậy đó mọi người. Ok, màn tiếp theo nào. Chúng ta sẽ đi qua khu vực Amazon. Nhìn cái đám này đông phết đấy. Đông phết đấy. Chơi. Bây giờ là bắt đầu anh em tao chất lượng rồi nè. Anh em không cần số lượng nữa. Lấy số lượng sau cũng được. Gõ một cái là chết anh thằng. Ui, con Siren Wiki này mạnh vãi. Và bây giờ tôi sẽ ghép hai thằng này lại. Rồi, bây giờ tôi sẽ coi là cái gì ta? Hai con Siren Wiki này nó sẽ lên cái gì nha. Sẵn sàng chưa? Let's go. Cái gì mà Wiki ba đầu luôn vậy? Wow, Wiki ba đầu luôn. Wow. Rồi cái này lên gì đây? Ủa, có cái đồng hồ đằng sau kìa. Glam Clock. Rồi thêm một thằng bé xinh xinh cầm thêm cái con gấu bông nữa. Ok, để coi tụi này có chiến đấu được không nha. Sao lại không nhỉ? Nó mạnh. Hình như không mạnh lắm. Không, thằng Wiki ba đầu nó trâu quá trời trâu luôn. Ok. Thằng gì ta? Thằng không, tao không coi quảng cáo nữa đâu. Bây giờ tao sẽ là cái gì ta? Lấy tỷ số thắng đa số này mọi người. Bây giờ mình sẽ nhưng giờ tôi tới giờ này tôi tiện tao mày tao kỳ quá. Bây giờ mình sẽ lấy tiểu số thắng đa số. Ừ. Ok sure. Ok, màn tiếp theo. Tôi phải xong màn 50 coi để tôi màn 50 của tôi chiến đấu với con gì nha mọi người. Ôi cái con mà hả? Con Glam đồng hồ này nó bắn ra mấy cái tia điện mạnh vãi. Tôi không ngờ là cái thằng hút ghi ba đầu này nó lại như thế. Màn này là màn 50, xong màn này chúng ta sẽ giết chùm. Let's go. Tôi mong là cái thằng hút ghi ba đầu này nó sẽ tụi nó hết mấy thằng đỡ đòn rồi là tụi nó thua chắc. Khi nào mà thằng ba đầu của mình còn sống thì lúc đó mình sẽ thắng. Ok, skip luôn. Bây giờ chúng ta sẽ giết chùm này mọi người. Giết chùm. Rồi. Đây. Ủa, ông giết chùm hả? Không chùm chuột gì luôn hả? Vậy thôi. Vậy thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này và đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.